Mùa giải đã gần kết thúc, Hà Nội ghi nhận không có một trường hợp đua xe và cổ vũ đua xe trái phép nào. Để đảm bảo được trật tự, an toàn giao thông và ngăn chặn kịp thời tình trạng trên, lực lượng 141 đã cắm chốt tại nhiều điểm khác nhau trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là các điểm nóng dễ xảy ra tình trạng đua xe. Được sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 111 Công an thành phố thì lực lượng 111 trong cái thời gian diễn ra Euro là sẽ bố trí công tác chống đua xe từ 21 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau vào tất cả các ngày trong tuần. 22 giờ tại điểm ngã tư phố Huế, Trần Xuân Soạn, bất cứ một trường hợp nào vi phạm không chấp hành luật giao thông đều bị xử lý. Nhiều trường hợp quay đầu bỏ chạy khi cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe cũng bị bắt lại ngay sau đó. Có trường hợp phải khống chế cho vào chốt để làm việc. Cùng thời điểm đó, lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động cũng đang tuần tra, kiểm soát trên các điểm nóng dễ xảy ra tình trạng đua xe, kiểm tra hành chính các thanh niên, các đối tượng tình nghi tham gia giao thông vào đêm muộn. Tại chốt 141 trên đường Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, tổ công tác còn bắt được đối tượng vận chuyển ma túy trái phép. Mình đua xe nếu mà có ra vấn đề gì thì không chỉ mình bị ấy mà còn cả gia đình mình nữa cũng phải gánh chịu hậu quả. Nhiều lắm, ở trên hồ cũng đua xe rồi ngã nghĩa các thứ chết. Một số đối tượng là không đội mũ bảo hiểm và cũng là cố tình phóng với tốc độ cao phi thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ hoặc là quay đầu với tốc độ cao gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ và những người tham gia giao thông. Khi đường phố đã vắng người qua lại, tổ công tác 141 vẫn bám đường nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn không để tình trạng đua xe xảy ra.